Nay mình sẽ quay chi tiết cho các bác coi. Con ngàn. Ngàn thì sau khi mình đã làm cắt tiết này, làm sạch lông sau đó tiến hành hui rơm nhá. Xong mổ ra xong chặt sạch sẽ như thế này. Sau đó nguyên liệu chúng ta chuẩn bị tiếp theo đó là chuỗi xanh nhá. Chuỗi thì các bạn chuỗi xanh đừng non quá, đừng già quá, vừa phải nhé. Chúng ta để nguyên quả, chúng ta bộ đôi xong chúng ta chẻ một xíu nữa, xong chúng ta ngâm với muối. Các cái loại tiếp theo mà chúng ta chuẩn bị đây là mật này nhé, nước mật này đấy, mật mía đấy. Đấy rồi là muối trắng này, đây muối trắng này. Tiếp theo đây này, đây là mắm tôm này, mắm tôm ta gọi là ruốc đấy. Tiếp theo một nguồn lần nguyên liệu nữa đó là riềng, riềng ấy, riềng. Còn đây tiếp theo nữa là một cốc nước rất là vàng, giống riềng nhưng phải riềng nhé. Đây là nước chè xanh, nước chè xanh nhé, một cốc to. Tiếp theo là sả, là một loại nguyên liệu không thể thiếu nữa. Đấy là cái này, đây là là quýt nhé, là quýt, quýt hôi, gọi là quýt gai đấy. Tiếp theo đây là nước, nước màu. Nước màu tức là chúng ta lấy đường và thẳng lên đấy. Bây giờ mình sẽ bày chi tiết cho các bạn cách làm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cho vào đây con ngan này 4 cân thì mình sẽ cho vào đây khoảng 3 thìa mắm tôm. Cái nguyên liệu quan trọng nhất là mắm tôm. Mắm tôm nó dày vị. Đấy, ta cho 3 thìa mắm tôm. Sau đó chúng ta sẽ cái nấu cái này thì ngan mà ôm chuối như thế này, chúng ta tránh trường hợp là chúng ta sẽ bỏ bỏ nước mắm nhé, chúng ta chỉ bỏ ruốc với mì chính và muối trắng. Tiếp theo muối trắng chúng ta cho 1 thìa muối trắng như thế này vào nữa. Đấy, 1 thìa như thế đi. Xong chúng ta sau đến chúng ta nêm nếm gia vị xong, nhưng mà nó nhạt quá thì chúng ta cho thêm một chút muối hoặc một chút mắm tôm là được nhé. Đấy, cho thêm một xíu xíu nữa đi. Đấy, xong tiếp theo, xong cái này được nhé. Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cái mắm tôm được rồi, chúng ta sẽ cho cái mật mật mía vào nhé. Nhìn các bạn nhìn nhé, các bạn cho một con như thế này thì các bạn cho mình khoảng tầm mấy muỗng mật mía đấy, nhìn rất là ngon. Một muỗng hai muỗng cho tiếp một muối nữa. Rồi, hiện tôi tưởng là được 30. Đấy, cho khoảng 30 mật mía. Sau đó chúng ta sẽ cho riềng vào. Riềng vào. Sau đó chúng ta sẽ cho sả vào. Vào nhé. Sau chúng ta sẽ cho 2 thìa nước, nước màu vào, tầm vẹt này, để có lẽ tầm 2 thìa thôi, nước màu vào đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho là quýt vào đấy, là quýt, quýt thôi vào. Đấy, cho tất cả các nguyên liệu vào. Đấy,
Sau đó chúng ta sẽ đổ đổ một, từ từ chúng ta đổ một cốc nước chè vào. Đấy, đổ cốc nước chè vào nhé. Đấy, nước chè mình vừa ổn xong nó còn nóng. Đấy, cho hết hết cái sả này vào.